Kính chào toàn thể cô bác, anh chị em, bà con nông dân. Hôm nay Nghĩa sẽ quay lại cái thùng đạm cá mà Nghĩa đã ủ hôm 28 tháng 11 dương lịch cho cô bác anh chị em xem ở trong nó giờ nó ra sao. Hôm nay thì mình dặn cái này lại, mình đậy kín luôn tại vì do công việc không có nhà. Rồi, bây giờ bắt đầu mở ra. Đây là bên trong nó như thế này nè. Không có mùi thúi nha cô bác anh chị em. Cái mùi không có thúi nha. Để nghe mình cầm cái điện thoại một tay, còn một tay chọt xuống dưới coi. Hiện tại theo mình theo dõi thì nước nó nằm nó tầm khoảng hơn nửa cái số lượng này. Khô luôn này. Bây giờ nếu mà cảm thấy nó khô thì mình bổ sung cái IMO thêm. Ồ, cá nó giống như mắm mà. Ồ, giống như mắm cá ta nè. Không có mùi thúi nha cô bác anh chị em. Hôm rồi mình để IMO hơi ít. Ồ, ba cái đu đủ nó gã chứ. Rồi, hôm nay sẵn mở ra thì mình sẽ bổ sung thêm cho nó IMO cho nó vừa ngập lên đây luôn. Kỳ rồi thì do xử lý IMO ít á. Nó vậy nè. Giờ mình sẽ bổ sung cái mô vô đây cho nó ok hơn, nó phân hủy màu hơn. Thì giờ đi múc vi sinh thôi. Còn đây là khoảng 20 lít vi sinh. Trong đây khoảng 10 lít vi sinh Mỹ, 10 lít IMO4. Mình đổ chung vô luôn. Coi nó vô xử lý hữu cơ của mình như thế nào. Đạm cá ấu mình sẽ múc vô từ từ. Còn mớ cái chuối mà chuối chín á, Nghĩa ủ rồi còn sử dụng còn ít thì đổ vậy luôn. Xong đưa vô hết 20 lít luôn. Nếu mà mình khuấy đảo được thì mình khuấy, còn khuấy đảo được kệ nó. Rồi mình sẽ chờ đợi nó sẽ như thế nào, sau tuần lễ hơn nữa nó sẽ ra sao. Chứ hôm nay là do bị thiếu nước rồi cho nên nó không phát huy được công lực. Nếu mà có nước là nôi đầy đủ vi sinh đưa vô đầy đủ của hổm thì thiết nghĩ là bữa nay nó sẽ ok hơn. Rồi cái quy díu tạm thời như đây thôi, ngắn gọn thôi để cho cô bác anh chị em xem. Giờ Nghĩa sẽ cập nhật lại sau một thời gian mở thùng tiếp.
Rồi, xin kính chào toàn thể cô bác và con anh chị em. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc mọi người thành công và có nhiều sức khỏe.